phiên bản mới của Toyota Camry nhận được nhiều nâng cấp từ trang bị đến sức mạnh động cơ. Toyota Việt Nam đã giới thiệu Camry mới gồm 4 phiên bản, nhiều hơn 2 phiên bản so với đời cũ. Với hy vọng giành lại ngôi vương từ đối thủ VinFast Lux A2.0, Toyota Camry 2022 nhận được khá nhiều thay đổi theo hướng trẻ trung và hiện đại hơn. Bên cạnh việc tăng thêm số lượng phiên bản, mẫu sedan hạng D này còn có nhiều điểm nâng cấp sáng giá trước các đối thủ cùng phân khúc. 4 phiên bản mới của Toyota Camry 2022 bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5SV. Trong đó 2.0Q và 2.5SV là những phiên bản hoàn toàn mới. Khách hàng sẽ có thêm những lựa chọn để cân nhắc dựa trên giá tiền và tính năng trang bị so với trước đây. Dù vẫn dùng hai loại động cơ dung tích 2.0L và 2.5L, những khối động cơ này được giới thiệu là loại hoàn toàn mới. Động cơ 2.0L mới trên bản 2.0G và 2.0Q mang mã M20AFKS. Đi kèm là hộp số tự động vô cấp CVT. Trước đây, Camry 2.0G được trang bị hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản 2.5Q sử dụng động cơ 2.5L mã A25AFKS kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp. Chưa rõ khả năng hoạt động của động cơ mới ra sao, nhưng ít nhất đây cũng là những thay đổi mà nhiều người dùng chờ đón. Trước đây, Toyota sử dụng chung một mã động cơ và chỉ thực hiện các tinh chỉnh nhỏ trong nhiều năm liền, khiến nhiều người dùng cảm thấy chiếc xe không được cập nhật tốt nhất. Trong khi các đối thủ liên tục ra mắt các động cơ mới với nhiều thay đổi, Toyota Camry 2.0G chỉ được trang bị bộ mâm 16 inch. Chi tiết này có phần không tương xứng với một mẫu sedan hạng D như Camry. Các phiên bản còn lại dùng bộ mâm hợp kim có kích thước 18 inch, bọc bên ngoài là bộ lốp 235/45. Ngoại trừ phiên bản thấp nhất là 2.0G, 3 phiên bản còn lại đều có hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0. Hệ thống này có 5 tính năng, bao gồm cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình chủ động, đèn chiếu xa tự động và cảnh báo lệch làn đường. Đáng chú ý, Toyota Camry 2022 nhập khẩu từ Thái Lan này có thêm trang bị cửa sổ trời. Trang bị này tuy nhỏ và có không ít bất tiện khi sử dụng nhưng là một trong những chi tiết được nhiều khách hàng Việt Nam quan tâm khi mua xe. Bên trong khoang lái, phiên bản thấp nhất 2.0G có màn hình giải trí 7 inch, trong khi các phiên bản khác đều dùng màn hình 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Toyota cũng trang bị cho Camry 2.0Q nhiều tính năng trước đây chỉ có trên bản 2.5G như cảnh báo điểm mù, màn hình hiển thị kính lái. Hai ghế ngồi phía trước đều là loại chỉnh điện. Ghế lái có khả năng điều chỉnh 10 hướng, ghế hành khách chỉnh điện 4 hướng, 2.0G hoặc 8 hướng. Ngoại trừ bản 2.0G, hàng ghế sau trên Toyota Camry mới đều có khả năng điều chỉnh độ ngả lưng bằng phím điều chỉnh điện. Có thể thấy phiên bản tiêu chuẩn của Camry tại Việt Nam có trang bị khá nghèo nàn nếu so với những bản cao cấp hơn. Bù lại, Camry 2.0G có mức giá chênh không nhiều so với thế hệ trước. Đồng thời sở hữu ngoại hình được nâng cấp, Camry là mẫu xe thứ hai của Toyota được trang bị công nghệ Hybrid, trước đó là mẫu SUV Corolla Cross. Phiên bản 2.5SV dùng động cơ 2.5L mã A25AFSS 176 mã lực 221 Nm kết hợp cùng motor điện 118 mã lực 202 Nm. Toyota cho biết Camry 2.5SV có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất trong 4 phiên bản. Xe tiêu tốn 4.4L/100 km trên điều kiện đường hỗn hợp. Các phiên bản còn lại có mức tiêu hao nhiên liệu dao động 6.32-7.09L/100 km. Bên cạnh các chế độ lái thông thường như Eco, Normal hay Sport, Toyota Camry 2.5SV còn có thêm chế độ lái thuần điện.
Toyota Việt Nam không công bố quãng đường di chuyển tối đa của Camry khi chuyển sang chế độ chạy điện hoàn toàn. Phiên bản cao nhất của Camry được trang bị hệ thống sạc không dây, camera toàn cảnh 360 độ. Đáng tiếc Toyota lại cắt đi trang bị lẫy chuyển số sau vô lăng trên bản 2.5SV. Tất nhiên với công nghệ mới, Camry phiên bản Hybrid cũng có giá cao hơn đáng kể. Mức giá đề xuất của Toyota Camry 2022 tại Việt Nam từ 1,05 tỷ đồng cho bản 2.0 tăng 21 triệu đồng. Từ 1,167 tỷ đồng đối với bản 2.0Q, phiên bản 2.5Q có giá khởi điểm 1,349 tỷ đồng tăng 114 triệu đồng. Camry 2.5SV có giá bán cao nhất từ 1,441 tỷ đồng. Việc tăng giá bán đã được nhiều người dự đoán trước khi Toyota Việt Nam trình làng Camry 2022, mẫu sedan hạng D này nhận được nhiều cải tiến về trang bị lẫn động cơ. So với các đối thủ đến từ khu vực châu Á như Kia K5 từ 869 triệu đến 1,029 tỷ đồng, hay VinFast Lux A2.0 từ 881 triệu đến 1,074 tỷ đồng, giá bán của Toyota Camry đắt hơn đáng kể. Giá bán tăng thêm 21 đến 114 triệu đồng có thể tác động không ít đến doanh số của Toyota Camry trong tương lai. Tuy nhiên những nâng cấp đáng giá trên mẫu xe này cũng sẽ khiến cho người dùng cân nhắc ít nhiều. Tổng kết 11 tháng của năm 2021, Toyota Việt Nam đã giao đến tay khách hàng 3.584 xe Camry. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!